những chiếc lá đã được chuẩn bị từ trước, đã được người nghệ nhân lau rửa chuẩn bị, rồi trau chuốt từng chút một để chuẩn bị gói những chiếc bánh chưng, để cho chiếc bánh được hoàn thiện hơn, để cho chiếc bánh thật tuyệt vời hơn. Thì quý vị hãy cùng theo dõi cùng tôi, hãy theo chân tôi để xem người nghệ nhân chúng ta sẽ thực hiện gói chiếc bánh này như thế nào nhá. Hãy theo chân tôi. Vâng, như quý vị đã thấy, chiếc bánh đã được bắt đầu hình thành từ những chiếc lá rồi đấy, đúng không ạ? Vâng, đã được hình thành từ những chiếc lá rồi. Vâng, hãy theo chân tôi. Vâng, bên cạnh quý vị chúng ta thấy không, đây đã là những sản phẩm của những người nghệ nhân đã thực hiện xong và gói rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng, đây là gạo nếp, bên cạnh gạo nếp sẽ là thịt lợn, thịt ba chỉ, thịt lợn và đỗ xanh. Vâng, cuối cùng chính là gì ạ? Để hoàn thiện được chiếc bánh chưng thì chúng ta hãy theo chân tôi. Để làm sao? Hãy quan sát những người nghệ nhân của chúng ta để hoàn thiện chiếc bánh chưng trong ngày Tết như thế nào. Vâng, đầu tiên là gì ạ? Vâng, đầu tiên là gạo nếp. Quý vị theo dõi cùng tôi. Gạo nếp thì rất là đặc biệt. Gạo nếp được người vùng cao được trau chuốt từ những hạt gạo nếp nương, thưa quý vị. Hạt gạo nếp nương nhé. Vâng, đây chính là hạt gạo nếp nương từ những người vùng cao. Vâng, hạt gạo nếp nương. Hương vị của gạo nếp nương sẽ thơm, nồng và ấm hơn. Vâng, tiếp theo chúng ta hãy cùng quan sát nghệ nhân chúng ta sẽ cho cái gì ạ? Vâng, đỗ xanh, chúng ta hãy cùng quan sát nhé. Vâng, chính là đỗ xanh. Những hạt đỗ xanh đã được người nghệ nhân của chúng ta được tỉ mỉ trau chuốt và chọn lọc ra những hạt đỗ xanh mềm mỏng. Vâng, chúng ta hãy quan sát đấy. Vâng, đúng chính là những miếng thịt ba chỉ, những miếng thịt mỡ lẫn nạc, đó chính là những miếng thịt cấu thành nên chiếc bánh chưng trong hương vị ngày Tết không thể thiếu được, đúng không ạ? Vâng, đúng, miếng thịt to vừa vặn. Tôi xin thưa với quý vị, nếu như mà nhìn thấy như vậy thôi, còn nếu như không nhìn thấy ấy, thì sẵn sàng tôi sẽ cắn miếng rất là to. Vâng, cắn miếng to để làm gì ạ? Cắn miếng to để còn gặp vào miếng thịt mỡ vừa rồi. Vâng, xin phép là như vậy. Vâng, tôi chắc chắn như vậy, tôi rất là háo hức. Vâng, khi luộc xong tôi chắc chắn sẽ review, khi luộc xong nồi bánh chưng này thì tôi sẽ review lại cho tất cả anh em cùng xem. Vâng, quá trình luộc bánh rồi như thế nào, tôi chắc chắn sẽ review để anh em cùng xem nhá. Và tôi cũng thực sự là tôi là người trong cuộc nhưng tôi rất là háo hức, tôi rất là muốn thưởng thức ngay mặc dù chưa được. Chúng ta nha, hãy cùng quan sát chúng tôi này, và tôi rất là háo hức đấy. Tôi sẽ quay sát hơn một chút để anh em cùng quan sát này, để anh em cùng theo dõi cùng tôi. Tôi sẽ quay sát hơn. Vâng, người nghệ nhân của chúng ta nền những chiếc bánh, ép những chiếc bánh thật là chắc chắn. Quý vị thấy không ạ? Vâng, thật chắc chắn, ép để những chiếc bánh chúng ta ép những hạt gạo xuống để chắc chắn hơn. Rồi từ những chiếc lá, rồi từ những chiếc lạt ép xuống làm sao? À, mục đích làm gì ạ? Mục đích để cho chiếc bánh nó được chắc hơn, khi luộc chiếc bánh ấy dền dẻo hơn, chắc chắn hơn. Ăn miếng thịt, tôi cảm nhận là ăn miếng thịt nhân bánh chưng thì rất là tuyệt vời. Và vâng, tôi sẽ rất là chờ đợi khi tôi ăn miếng bánh chưng thì chắc chắn là tôi sẽ quay review để cho anh em xem miếng bánh chưng. Tôi nghĩ là sẽ rất là tuyệt vời. Vì sao ạ? Vâng, đây là thịt lợn ba chỉ, thịt lợn của người vùng cao thì tôi đánh giá rất là cao. Thịt lợn, miếng thịt lợn rất là ngon. Vâng, và bước cuối cùng, quý vị quan sát cùng tôi, bước cuối cùng để hoàn thiện chiếc bánh chưng của người nghệ nhân đang sắp hoàn thiện rồi. Vâng, đúng không ạ? Vâng, quý vị nào muốn học tập, muốn tham gia cùng với lại tôi để
theo chân tôi cách gói bánh chưng thì hãy đăng ký kênh của tôi, review, hãy xem tôi quay những thước phim để anh em sẽ, mình sẽ cùng theo dõi và học tập, cùng nhau học tập nhé. Hãy cùng tôi, đây là người nghệ nhân tôi đánh giá rất là cao. Quý vị biết tôi đang ở đâu không ạ? Vâng, tôi đang ở mảnh đất Na Hàng, Tuyên Quang. Vâng, Na Hàng, Tuyên Quang nha, xin thưa với quý vị. Vâng, Na Hàng, Tuyên Quang, mảnh đất Na Hàng, Tuyên Quang. Mảnh đất Na Hàng thì không giàu, nhưng ở đây có rất là nhiều tình cảm của nhiều dân tộc anh em sinh sống khác nhau. Tất cả mọi người đều đoàn kết, sinh hoạt vui vẻ, đặc biệt là trong ngày xuân, ngày Tết này. Hôm nay ở đây và được review một số những cảnh quay gói bánh chưng để anh em được xem, để anh em được học hỏi, và muốn giới thiệu cho anh em biết là người Na Hàng, nói xin phép các người Na Hàng ấy là như thế nào, để anh em cùng theo dõi. Vâng, đây là những khâu cuối cùng, những bước cuối cùng để cấu thành nên chiếc bánh chưng thật là tuyệt vời. Quý vị hãy cùng theo chân tôi để theo dõi hết video này nhé. Vâng, các bạn thấy không ạ? Chiếc bánh chưng rất là vuông. Từ trên cao tôi đã nhìn thấy. Vâng, đúng không ạ? Chiếc bánh chưng rất là vuông đấy. Rất là tuyệt vời. Người nghệ nhân đã rất là trau chuốt, tỉ mỉ từng nét một, từng chiếc lạt, rồi từ mọi cái người nghệ nhân rất là trong suốt, rất tỉ mỉ, không bỏ qua một khâu bước nào cả. Hãy quan sát cùng tôi, rất là trong suốt, rất tỉ mỉ, rồi chắc chắn từ những nét buộc lạt rất là trong suốt. Vâng, đây chỉ có người vùng cao mới có thôi, xin thưa với quý vị như vậy. Những người vùng cao thôi, những người vùng Tây Bắc hoặc Đông Bắc như chúng tôi. Rất là trau chuốt trong từng những nét buộc, từ những nét buộc của chiếc lạt. Vâng, đây những chiếc bánh chưng đã được hoàn thiện đây ạ. Vâng, và cái tiếp theo, vâng, đây quý vị nhìn thấy không ạ? Người nghệ nhân của ta đã chuẩn bị được ra lò đây rồi, chiếc bánh chưng tiếp theo. Vâng, xin mời nghệ nhân. Vâng, đây đã xếp rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy không? Chúng ta hãy đếm cùng tôi nhá. 3 này, 4 là 7 này, 7 với 3 là 10 chiếc. Chúng ta thấy không? 10 chiếc bánh chưng có gì khác nhau không ạ? Tôi đánh giá là không có gì khác nhau cả. Bởi vì sao? Chúng rất giống nhau. Đặc điểm của chúng là đều vuông, đúng không ạ? Vâng, rất vuông, rất đều nhau, đúng không ạ? Được gói bởi bàn tay của một người nghệ nhân tôi nghĩ là rất lâu năm rồi, tôi nghĩ là thâm niên trong nghề gói bánh chưng. Vâng, tôi xin phép được camera giấu kín, không được giấu mặt, xin phép được giấu mặt. Vâng, xin phép được kết thúc video ở đây để lần sau sẽ được review với lại anh em quý vị nhiều video hơn nữa. Xin phép được kết thúc video này nhé.